Video này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài một camera chống trộm rất đơn giản. Những camera như thế này chỉ có vài trăm ngàn một cái. Chúng ta có thể bắt dễ dàng, chỉ 30 giây là các bạn có thể bắt được chiếc camera vào điện thoại của mình. Các bạn có thể ngồi bất kỳ nơi đâu trên thế giới này, các bạn cũng quan sát được nhà của mình, quan sát được những nơi mà mình cần quan sát. Đầu tiên chúng ta mua thẻ nhớ tốt, cắm cáp sạc vào trong camera, tải ứng dụng Ebitcam về máy điện thoại của chúng ta. Đây là logo của Ebitcam. Khi kích vào, Ebitcam giao diện sẽ hiện ra. Nếu chúng ta đăng nhập lần đầu thì hãy nhập password và mã số ở đây. Còn webcam mới, camera mới, chúng ta đăng ký một tài khoản cho nó. Cách đăng ký rất đơn giản. Các bạn nhập tên và hãy đặt cho mình một mật khẩu khó nhớ nhất. Sorry, dễ nhớ nhất. Mật khẩu trước và mật khẩu sau phải thật sự giống nhau. Chúng ta đặt tên cho camera và nhập mật khẩu lần thứ nhất. Tôi ví dụ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Year Santa Lucia, chiều sữa. Và nhập lần thứ hai, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Year Santa Lucia, chiều sữa, đều giống nhau. Đăng ký của bạn thành công. Lúc này bạn đăng nhập ngay. Đăng nhập ngay. Và hãy đặt tên cho mình camera hầm hố nhất. Ví dụ tôi đặt tiếp USA và nhập password vô. Bấm đồng ý. Bấm cho phép. Bấm đồng ý. Và bấm chỉ cho phép khi dừng ứng dụng. Và hãy chọn lựa camera đúng hiệu của mình. Chọn đồng ý. Chọn cho phép. Và lúc này một camera xuất hiện. Và nó sẽ quét. Chúng ta sẽ quét cái mã vạch. Ở đây nó mặc định sẵn nếu chúng ta nhập bằng tay. Và nhớ bấm nút reset giữ y nguyên trong vòng 5 giây. Lúc này ta sẽ thấy camera và điện thoại chúng ta nhận dạng bằng một tiếng kêu tủn. Đây là đổi mật khẩu lại. Nếu chúng ta không thích mật khẩu cũ, áp dụng. Nhớ chọn thời gian G7 ở Bangkok. Bấm xác nhận. Bấm vào OK. Sau đó bạn cài đặt lại hệ thống lưu trữ, đó là thẻ nhớ. Bạn có thể điều chỉnh tên thiết bị, ví dụ camera trước, camera sau, camera toilet, camera nhà bếp. Và có thể đổi mật khẩu thiết bị, tùy chỉnh, tùy thích. Có hai cách để kết nối, đó là cách kết nối bằng âm thanh, cách kết nối bằng cáp. Cách kết nối bằng cáp rất nhanh nếu chúng ta có cáp, nếu không thì ta cũng thể kết hợp bằng âm thanh. Rồi, chúng ta đã cài được camera rồi. Trên màn hình chúng ta có thể vuốt lên vuốt xuống để thay đổi vị trí và hướng đi của camera. Thật đơn giản đúng không các bạn? Hãy mua cho mình một cái camera để cài vào nhà, để quan sát chống trộm, quan sát trẻ em, người già, người vợ, xem coi có anh thợ điện nào sửa ống nước vào nhà không. Video đến đây đã kết thúc rồi. Hãy cùng Ô Long khám phá những danh sách, những ngành nghề trong kênh Tự Học Nghề Lập Nghiệp nha các bạn. Nào hãy cùng Ô Long khám phá kênh Tự Học Nghề Lập Nghiệp với nhiều danh sách đa ngành nghề, đa lĩnh vực, và sẽ cho các bạn những bài học hữu ích, những bài chia sẻ hữu ích. Nào các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ cho mình một like để ủng hộ thằng kênh để phát triển. Chúc các bạn được nhiều sức khỏe và thành công.